Xin chào mọi người, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cắt kiểu tóc fade một cách chi tiết hơn. Ok, đầu tiên chúng ta tạo khối. Tạo khối xong rồi thì muốn làm gì làm. Rồi ok, đầu tiên dọn đi đã. Dọn cho nó sạch sẽ, thông thoáng ra rồi ta mới fade được. Ok, tức là loại bỏ tóc thừa đi đấy. Dùng 4,5 mở lưỡi. Cứ cắt cho nó thoáng mắt đã rồi muốn làm gì thì làm. Đấy. Đây là quan điểm của tôi. Phải nhìn thấy đã. Ok. Rồi, sau khi đã không còn cái trở ngại gì về độ thoáng nữa thì chúng ta sẽ đi sâu vào phần fade. Rồi, đầu tiên chúng ta dùng toner đóng lưỡi để tạo ra cái sắc độ đầu tiên. Rồi, cái sắc độ đầu tiên này thì tôi sẽ đi theo cái đường viền tự nhiên của tóc để tạo ra một cái khung drop fade. Anh em lưu ý là những cái phần đường cong chúng ta sẽ sử dụng cái góc của tông đơ thôi, không nên dùng quá nhiều, không nên dùng cả lưỡi sẽ dành cho những đường thẳng, và góc hoặc một nửa lưỡi sẽ dùng cho đường cong. Sau khi đã có một cái đường cong dựa theo sắc độ vừa rồi thì chúng ta sẽ sử dụng 4,5 để tạo thêm một khoảng màu và đường chạy song song với đường chạy phía dưới. Bước này là để cho chúng ta tạo ra một cái giới hạn của màu fade, tức là độ cao thấp, độ dày mỏng hay là cái độ dồn màu của fade. Nó nằm ở đây. Phải nằm ok rồi. Rồi, bây giờ tạo ra cái khoảng màu ở trong này để nó trở thành fade. Chúng ta sẽ dùng 3 mở lưỡi nhẹ một chút. Chạy cũng song song với những cái đường đang có ở trên đầu. Chúng ta vừa tạo xong một cái sắc độ trên cùng. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cữ số 1,5 để tạo ra một cái sắc độ ở phần giữa, vẫn giữ nguyên cần gạt. Đây, đoạn màu 1,5 nó chạy ở giữa như này. Chúng ta vẫn lưu ý và tuân thủ theo cái quy tắc đầu tiên, tức là đường cong thì dùng 1/2 lưỡi, mà đường thẳng thì dùng cả 3. Okay. Với những cái xương đầu mà nó có điểm lồi khá là to như này thì chúng ta không nên là di quá hời hợt. Chúng ta nên di kỹ kỹ một chút, tức là đi tông đấy mọi người. Mình hay gọi di là đi tông. Rồi, ở cái sắc độ cuối cùng, phần dưới cùng này, chúng ta sẽ tháo cữ ra, vẫn giữ nguyên cần gạt như ban đầu và làm nốt công việc còn lại, lập lại thao tác như ở trên.
có những cái chỗ mà dùng 1,5 cắt nó vẫn chưa sạch lắm thì chúng ta vẫn cầm cái cứa ở trên tay lắp vào và đẩy lại những phần ở giữa. Nên nhớ là không lấn vào những cái chỗ mà không đúng cái màu của tâm đơ mình đang dùng. Tức là gì? Đang dùng tháo cứ thì không thể nào cắt lên cái đoạn mà 1,5 được. Tất nhiên đối với 1,5 và 3 cũng vậy, không thể nào dùng 3, 1,5 cắt vào những cái chỗ không đúng màu nó được. Rồi sau khi đã có một cái đoạn màu phết khá tương đối rồi, chúng ta sẽ sử dụng 6mm đóng lưỡi để tạo ra một đoạn màu cuối cùng chạy song song với cái màu bên dưới. Cái màu 6 này sẽ to bằng 1/3 cái quãng màu phía dưới. Và để chuyển sắc độ cho cái khoảng màu này thì chúng ta sẽ sử 4,5. Cái cần gạt thì cũng như ban đầu chúng ta dùng là mở nhẹ một chút. Động tác vẫn lặp lại y nguyên. Vẫn là những cách thức di tông như thế. Sau khi màu phết nó cũng khá là tương đối rồi, chúng ta sẽ sử dụng một chút chấm viền để tạo ra một cái đường nét cho phần phết này. Cái hiệu ứng viền này sẽ làm chúng ta cảm giác được cái màu phết nó sạch hơn, đúng đồng với nghĩa là nhìn nó sẽ sướng sướng mắt hơn một chút để chúng ta tạo cảm hứng làm việc. Và đồng thời loại bỏ đi những cái phần tóc thừa mà chúng ta chưa cắt ở cái bước đầu tiên. Rồi sau cùng chúng ta sử dụng hộp cạo khô để làm sáng cái màu hơn một chút. Anh em nhớ là cái đường đi cạo khô này nó cũng song song với cái khoảng màu của chúng ta nhé. Cái khung màu của chúng ta cong như thế kia mà chúng ta cắt vào đây mà không cong như thế là hỏng. Đấy. Cái xương đầu này nó khá là lồi lõm, nhạy cảm và nó khá là to bè, nên là mọi người cắt cũng phải chú ý rất là nhiều đến cái bước chọn kiểu hay là chọn khung, rồi đến lúc xử lý đồi lõm lại. Đây bây giờ tôi sẽ xử lý một chút đồi lõm, tức là những cái chỗ mà xương đầu nó quá đồi lõm, cái sắc độ nó sẽ không giống như những chỗ khác. Tất cả mọi người làm nghề đều biết những chỗ lõm vào thì đương nhiên nhìn nó sẽ hơi thâm, nên chúng ta phải điều chỉnh màu ở những chỗ ấy đi. Cái phần điều chỉnh màu này chúng ta sẽ dựa theo những vị trí của màu và sử dụng cần gạt linh hoạt với nó. Ví dụ chỗ nào 3 mà thâm thì dùng cứ 3 và sử dụng cần gạt của 3. Những chỗ nào 1,5 mà thâm thì sử dụng 1,5 cùng cần gạt linh hoạt. Trên hạ mà dưới co. Đó. Trước khi điều chỉnh màu thì chúng ta cần phải quan sát kỹ xem là những cái chỗ nào mà chúng ta đang cần phải sửa thì chúng ta bắt đầu mới điều chỉnh nhé, chứ không phải là nhìn thấy chỗ đen phát là cắm cúi vào mà miệt mài mà kỳ đến bao giờ nó hết thì thôi đâu.
come on. Bây giờ tôi sẽ dùng cái kéo răng cưa để làm êm đầu ngọn và nhặt sạn. Chúng ta sẽ làm êm ngọn bằng kỹ năng kéo đi kèm lược. Đây là kỹ năng cơ bản nhất mà một người thợ tóc phải có. Sau khi nhặt sạn xong thì chúng ta sẽ chuyển đến bước tông đơ đi kèm lược để làm mịn khối lại. Ok, để có một cái độ dài và độ phồng ở mái thì tôi sẽ sử dụng hình tam giác để tả rõ được cái đặc điểm của Pomodoro. Sau đó tôi sử dụng layer vuông để tạo ra một cái độ cân khối. Sau khi phát triển layer xong thì chúng ta sẽ kiểm tra lại xem cái khối đã mịn hay chưa. Ở khu vực biên giới thì tôi sẽ tạo ra một cái liên kết tròn để làm cho cái Pomodoro được mềm mại hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng kỹ năng cắt line để liên kết phần trên và phần dưới lại. Chúng ta sẽ chia riêng cái mái ra và sử dụng lai thẳng để cắt liên kết xuống dưới.
Ở khu vực gáy chúng ta sẽ sử dụng lai chéo để liên kết xuống. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng kỹ năng slide để tăng thêm hiệu ứng cho cái kiểu tóc này, và đồng thời cũng là để giảm đi cái độ sơ rối và cái độ bệnh của cái chất tóc này luôn. Và có một điều nữa anh em nên nhớ, anh em không nên quên sử dụng cái kẹp để chúng ta có thể cắt nó dễ dàng hơn nhá, cắt tỉa dễ dàng hơn. Ok, ở cái khu vực mái thì tôi sẽ điểm thêm một chút texture để nhấn nhá cho cái kiểu tóc này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cạo và hoàn thành tác phẩm của mình. Cái tóc này nó có một cái hay là